Vĩ Long xin chào quý vị các bạn đang xem trận đấu giữa hai cầu thủ Minh Quân gặp Quốc Minh tại giải Bia một bằng vô địch quốc gia vòng chung kết được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Và trận đấu của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 100 điểm. Nếu bị thắng đủ điểm trước thì trận đấu sẽ kết thúc không bị vàng không đề 3 sao. Chúng ta xem trận đấu rất tinh túy để xem những nội dung một băng này thì nó khác với ba băng rất nhiều. Một băng này đánh phải đòi hỏi phải những cú đánh điều bi về như thế này. Và hiện nay Vũ Tâm đang bán phụ kiện bia trên website phụkienbia.com. Mời anh em vào website để xem những sản phẩm của Vũ Tâm. Vũ Tâm xin cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ phụ kiện bia Vũ Tâm. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời anh em tiếp tục theo dõi trận đấu này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Ba, 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 ba
tiết trên YouTube. Chương trình được tiếp tục, tôi dùng sẽ được trên tài một số 6. Trước đó cho mời Phạm Thanh Thủy, Hà Nội và Nguyễn Đức Dũng, cùng tiên về Hà Nội, đến tạm thi đấu.
Tiếp tục chương trình thi đấu thì dùng sẽ trên bàn số 5, chúng tôi cho mời Thái Văn Nam của Hà Nội và Đàm Quang Hải của Đà Nẵng đến bàn thi đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.